Kìa, à khách đi kiều. Anh chưa sao? Tài xế khóc. Anh chưa sao ơi, họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, mà người đó là ai? Là một người xa lạ mà em chỉ mới gặp lần đầu. Chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chưa sao, anh làm sao vậy? Em yêu người ta là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã buông màn rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơ. Lời anh nói sai em đâu hiểu được gì. Vẫn ngậm căm theo ngày tháng lạnh lùng, anh muốn nói với một người nỗi đau sâu gì hiểu. Còn nhớ em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên tiếng ngựa vào hiên ra nguy, chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên em nghe lành. Người ấy đã hẹn thề quyền ước. Đúng, người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ là người xa. Xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì. Gần gũi tất cả mà như dạng đi quán xa, tình trong đất nó tình đành tuyệt vọng. Thì Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ, anh sợ đánh mất một cái gì yêu quý. Một mai giữa xa trường anh được